Bạn đang có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, hãy đến với shop ạc rẻ 24h.com, nơi bán ạc uy tín và chất lượng. Chào mừng các bạn đến với kênh Đị Tứ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi về con tướng The Flash nha. Nếu như các bạn đang ở cái mức răng khoảng chừng kim cương đổ lại, thì các bạn sẽ rất dễ dàng lựa chọn con tướng The Flash này. Và ngược lại, bạn đang ở một cái mức răng tầm khoảng chừng kim cương trở lên thì rất khó để chúng ta có thể chọn được con tướng The Flash, bởi vì đa phần là nó đều bị cấm. Chúng ta cũng sẽ hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà nó lại bị cấm thường xuyên như vậy, đúng không ạ? Đơn giản là vì cái sự khó chịu của nó. Cái khả năng mở giao tranh cực kỳ tốt, cái khả năng cấu rỉa cũng ổn. Về giai đoạn cuối game, nếu như các bạn lên full dam đi thì cái khả năng cấu rỉa và chỉ cần một lần chạm nhẹ lên xạ thủ hoặc thậm chí là pháp sư của team bạn thôi thì có thể mất đi tầm khoảng chừng 80% máu. Tôi đã có một cái lần thực nghiệm rồi và tôi thấy cái khả năng cấu rỉa và dứt điểm con mồi là cực kỳ tốt luôn. Chính vì cái lý do đó, chính vì cái mức độ cơ động quá mức như vậy mà The Flash liên tục bị cấm trong những cái mức răng kim cương của chúng ta. Trong trận đấu này, mình sẽ sử dụng quân bài The Flash giống như là một pháp sư đi khu vực đường giữa. Về cái phần lối trang bị của quân tướng này có vẻ như nó đã được bảo lưu lại rồi. Cộng đồng liên quân của chúng ta đã có sự nghiên cứu và tìm tòi ra cái lối trang bị mạnh nhất. Không có dại dột gì mà chúng ta lại thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà nó còn phải phụ thuộc vào cái thế cục của trận đấu ra làm sao nữa. Một xíu nữa có thời gian mình sẽ chia sẻ với các bạn phần đó. Nó rống tim bạn đang muốn cướp rừng à. Anh ta đang cướp cho mình cái con nhện. Cướp thành công rồi. Mina đang bị mắc kẹt. Guido đang chặn đầu. Vụ nó hoàn chuẩn xác rồi. Chạy đằng nào đi em ơi. Một đấm nữa. Một đá nữa. Điểm hàng ngục đầu tiên dành cho đệ tử. Nó rống tim bạn lao tới. Chém liên tục lên người Guido bằng cái gương hình quyết. Hất tung được vào lé tim mình. Điểm hàng ngục kế tiếp dành cho vào lé tim bạn. Tenat đang xách dép bỏ chạy. Cô ta đang chạy dùng bộ chuối. Đệ tử đang truy xét. Liên hoàn đấm. Tốc biến đi qua bên kia. Đệ tử chọn giải pháp là rút lui. Ý, hình như lúc nãy mình bình luận hơi lộn các bạn ơi. Cái pha giao tranh mà Violet có được điểm hạ gục đó, mình lại nói là Violet tìm bạn, anh em thông cảm nha. Lâu lâu cái nó bị lỗi kỹ thuật nhẹ nhẹ vậy đó, anh em thông cảm nha. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với thế cục trận đấu. Chúng ta đang có một điểm hạ gục và một điểm bổ trợ. Tôi nghĩ rằng với cái điểm hạ gục này và cái điểm bổ trợ này, nó sẽ giúp cho sức mạnh của tôi có một tiền đề, một bàn đạp để phát triển cao hơn nữa. Con rồng đây bị tranh chấp đến từ cả hai team. Hổ mang tiện chuẩn xác lên người đệ tử. Ân nhãn đang kích quẹt nhưng không sao, con rồng thuộc về chúng tôi rồi. Bởi vì cái cây thương đến từ Triệu Vân. Và những thành viên chúng tôi đang có một cái sự cọ nhây tại khu vực đường dưới đó. Tôi không quan tâm gì mấy, tôi chỉ quan tâm đến cái trụ tại khu vực đường tôi. Và làm thế nào tôi có thể đép đến thành công thôi. Đó là như vậy. Đối với con tướng The Flash này, cái phép bổ trợ mà khuyên dùng các bạn, ok, quân đoàn ma quái Kali rồi. Cô ta đang dùng, cô ta đang nã lên những thành viên chúng tôi. Đệ tử đang phía sau, lốc chân không đây được dùng. Đang xoáy, cô ta làm sao có thể sống được khi mà đang nằm giữa cái tầm bão đây. Bay đến, cấu rẻ tê nát một lần nữa, lấy đi 1000 máu của cô ta và rút lui. Hồi máu đang được dùng, ok, nát róc bạn ơi, cẩn thận bao lét thôi. Lượng máu của ta không còn nhiều, bay vào, tấn công lên Guido. Nhưng anh ta đã chọn sai đối tượng rồi. Tôi nghĩ rằng đối tượng mà anh ta nghĩ đến đó chính là cô nàng Violet. Nhưng không may là Guido đang nấp cạnh bụi chuối. Và Guido đã đẩy anh bạn Narok vào vách núi. Cũng may là Guido chưa có bắt ăn bạn Narok ăn trái chuối đâu nha. Nói là như vậy, cái phép bổ trợ mà mình khuyên dùng đó chính là phép bổ trợ tốc biến. Có nhiều bạn thì mang cái bộc phá. Ngày trước mình cũng đã từng sử dụng phép bộc phá. Và mình thấy được rằng cái lợi thế của phép bộc phá nó không có cao bằng cái tốc biến đâu. Đánh nhau rồi, vụ nổ vàng, không trúng ai cả. Violet vẫn đang nhận được sự hỗ trợ support rất tốt đến từ bạn Guido. Liên tục là những cái thế đẩy cao tại vườn dưới, khu vực đường giữa, lính team bạn đang tràn vào. Mình phải dọn dẹp xong quái lính này rồi mới đến hỗ trợ đồng đội được các bạn ơi. Narok team bạn cũng tham chiến rồi, Triệu Vân team mình cũng đang đến. Anh ta đang kích hoạt cho mình trạng thái chậm chó. Không biết rằng anh ta có đến kịp hay không đây. Narok chấm dứt được Violet rồi. Guido còn vỏn vẹn 1000 máu thôi. Quân đồ ma quái được dùng. Guido còn một xíu nữa, có thoát được không? Guido sắp quỳ. Guido vẫn có thể sống sót được. Kali đang truy đuổi, tốc biến lên, một hit nữa chấm dứt được Guido kia. Mình đang truy đuổi, truy sát lên người cô nàng Kali. Kali cô ta có chạy được không? Cô ta mất hết 2000 máu rồi các bạn ơi. Triệu Vân team mình cũng đang dí, mình phải đến cứu. Gương mình quyết được dùng. Narok còn một xíu nữa, một hit nữa thôi, nhảy qua bờ tường, tốc biến đi, một đạp tán anh ta một bạt tay và điểm hạng mục thứ 3 dành cho đệ tử rồi. Rất tuyệt, rất tuyệt. Anh ta giết được người đi đường chúng tôi thì bằng mọi giá chúng ta phải giết lại anh ta để kéo cái thế trận này trở về một cái tình trạng huề hoãn các bạn ơi. Nhưng mà nói huề hoãn thì cũng không đúng, tại vì KDA của cả trận đấu này đang là 93, đúng không ạ?
và điều đặc biệt là nguồn sát thương chủ lực. Nói cụ thể hơn là cái quân bài Splash này đang có được 3 điểm hạ gục. Và các bạn cũng biết rằng khi mà một nguồn sát thương chủ lực mà ở một trạng thái xanh xao như thế này thì sẽ làm được rất nhiều điều bất ngờ và thú vị. Chẳng hạn như một pha bắt lẻ của nàng Tenat này đây. Cô ta đang lạc lõng, ám sát thành công rồi. Chạy đằng nào đây em ơi. Lóc chân không xem như một món quà sinh nhật. Rút lui về, quân đoàn mà quay đến từ Kali. Đệ tứ không hề ngao ngán vấn đề này đâu nha. Tại vì kế bên tôi đó chính là cô nàng Violet đi. Có cả Guido nữa. Ba thành viên chúng tôi chuẩn bị có một tình huống băng trụ lần hai đây. Làm chọn thành công rồi. Cái trụ mất tiêu luôn. Chạy vô bụi chuối đi em ơi. Có chạy được không? Hãy nói lời tạm biệt trước khi trở về với nghĩa địa bình yên. Truyền thuyết dành cho chúng ta. Nó róc trong bụi kìa anh em ơi. Không hề sợ, bởi vì chúng tôi đang có lực lượng đông hơn. Tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta này các bạn ơi. Đấu xanh nó, Narok truy đuổi lên người Violet rồi chăng? Nhưng Violet của ta vẫn còn cái chiêu đầu tiên tên gì quên mất tiêu rồi. Đạn xuyên thấu, đúng rồi. Đạn xuyên thấu là những cái pha cấu rẻ. Narok một lần nữa quay trở lại bằng cái gương mình quyết. Đạn xuyên thấu, né đi, lóc chân không được dùng. Bảo kỳ của Violet thành công rồi. Rất may là trong pha lúc nãy có cái lóc chân không đó. Nếu như mà không có cái lóc chân không thì mình nghĩ rằng Narok team bạn sẽ chơi cái trò chơi là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Chơi khô máu luôn đó các bạn ơi. Đó. Tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta về cái vấn đề con tượng được lạc này. Khi anh em dùng chiêu cuối chúng ta kết hợp với cái tóc biến đó thì chúng ta đừng có dùng vội vàng nha. Chúng ta canh chỉnh thời gian tầm khoảng chừng 2 giây, 2 giây rưỡi đó. Rồi khi mà thấy đối phương tháo chạy hay gì đó, anh em tốc biến lại cái hướng chỉ định của chúng ta. Đầu xanh nó bật cho mình trạng thái khiêu khích. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn cái hành trình siêu tốc. Đây là một bộ kỹ năng rất cơ động và tạo nên cái sự khác biệt so với tất cả các vị tướng khác trong Liên Quân Mobile. Quay trở lại cuộc nói chuyện của chúng ta này nha. Nói về combo chuẩn, con tướng này ác hẳn ai cũng biết đúng không ạ? Đầu tiên là sử dụng cái hành trình siêu tốc, rồi sau đó dùng cho mình cái liên hoàn đấm, đấm phát đấm nội tại để ám sát được con mồi. Và dùng cái lóc chân không. Sau khi dùng lóc thì anh em giật bóng lui về. Đó, nó là như vậy combo chuẩn chúng ta. Để một xíu nếu như có trường hợp như nào mình sẽ thi triển combo này cho anh em xem nha. Đang đánh nhau rồi các bạn ơi. Đệ tứ đang lựa chọn góc đây. Ok, ám sát được rồi. Bắt buộc chúng ta cần phải truy đuổi lên Kali. Kali tốc biến, đệ tứ cũng tốc biến đi. Giật bóng lui về và không có sự bảo kê gì cả. Chắc chắn chúng ta sẽ phải nằm thôi, không thể nào sống được. Chắc chắn nó là như vậy. Nếu như mình còn tồn tại trên kia thì mình sẽ bị những thành viên team bạn móc đít. Và nếu như mình giật bóng lui về, giá như những người đồng đội thì mình hiểu ý hơn, họ có thể tụ tập tại nơi kia và họ bảo kê cho mình thì ổn biết mấy. Long kiếm được dùng rồi, Eri đang cần hai, khiêu khích được bật luôn. Eri vẫn còn đang trụ tại nơi kia, cô ta vẫn còn những lần lướt đến từ kiếm vũ và thoát về thành công. Cái chất tướng quá khỏe đi, giúp cho cô ta cọ nhây. Đó, đúng là cái chất tướng của Eri nó là như vậy. Nó có thể cần 2, cần 3 luôn các bạn ạ. Khi mà chúng ta có được cái long kiếm mà sử dụng cái phi tiêu và cái kiếm vũ cho nó chuẩn xác để tạo thành những lợi thế tẩu thoát và rất khó để có thể bắt được cô nàng Eri. À còn một phần nữa mà nó sẽ giúp cho các bạn chơi tốt con tướng Flash này nè, đó chính là cái sự phán đoán tình huống khi mà anh em sử dụng cái hành trình siêu tốc cũng như là cái phát đấm nội tại nha. Cái phát đấm nội tại không phải lúc nào chúng ta cũng đấm đâu nha, mà là chúng ta cần phải biết lựa chọn thời điểm. Và cái này thì mình không biết chỉ làm sao, tại vì nó phụ thuộc vào cái sự siêng năng luyện tập. Chúng ta chơi nhiều tự động chúng ta sẽ có cảm giác của quân tướng này và chúng ta sẽ có một cái sự phán đoán nó chuẩn xác hơn nha. Quân đoàn ma quái, long kiếm đến từ Eri, làm chỗ được 4 người rồi chăng? Thời cơ quá tuyệt vời đi, ám sát rồi, liên hoàn đấm, lóc chân không, đang xoáy trúng 2 người và chắc chắn họ sẽ phải nằm xuống và 3 thành viên team bạn mất đi. Cái combo thần thánh là đây chứ đâu nữa. Quá đẹp đi. Eri, cô ta dùng cái long kiếm đúng vào cái trung tâm của đội hình team bạn. Khi đó, đệ tử dùng cái hành trình siêu tốc lao tới cũng nằm trong cái trung tâm luôn. Ám sát bằng phát đấm nội tại, lốc chân không, xoáy trúng 2 thành viên team bạn. Và 2 thành viên team bạn không thể nào sống được bởi cái combo khủng khiếp như vậy. Quá khủng khiếp. Cái combo rất là kinh khủng anh em nha. Còn một điều nữa các bạn cần phải cân nhắc khi mà chơi con tượng Splash này nè. Kết định làm gì đây? Nhảy tới, dầm một phát, găng hung thần, hất tung và làm chóng được 3-4 người gì đó. Siêu việt dành cho Eri rồi. Eri cũng đã chấm dứt được cái tấm màn của bạn Skirt rồi. Cái vấn đề mà mình định nói đó chính là cái chiêu 2 đó. Khi mà anh em dùng anh em cũng đừng có bấm bậy bấm bạ nha. Chúng ta cần phải xoay chiêu cho nó kỹ càng. Nghĩa là anh em cần phải xác định rõ cái mục tiêu và đối tượng nó nằm chắc chắn trong cái phạm vi của chiêu 2 thì anh em hãy dùng. Chúng ta hãy trân quý nó nha. Bởi vì đây là cái kỹ năng cấu rỉa đối phương từ xa của quân tướng. Khi mà anh em dùng chuẩn thì nó mới phát huy hết cái sức mạnh được nha anh em. Đó là như vậy, anh em cần phải biết trân trọng và trân quý nó. Ăn kinh công đi các bạn ơi. Chúng tôi không biết rằng có sở hữu được con kinh công hay không.
Bởi vì lượng máu chúng tôi chỉ còn 50% thôi. 4 thành viên, ai cũng còn tầm khoảng chừng 50% thôi. Con kinh công nó đang đập rất nhiều. Chúng tôi đang ăn con kinh công trong sự hồi hộp và lo sợ. Còn tầm khoảng chừng 30% thôi, 20% thôi. Con kinh công sẽ thuộc về ai đây? Chỉ cần một pha đột kích thôi. Ok, con kinh công thuộc về chúng ta rồi. Rất là may mắn. Trong pha ăn kinh công lúc nãy, những thành viên tiệm bạn mà đột kích chúng tôi thì coi như xác định cái thế cục của trận đấu này là một cái chữ lót và bá lửa rồi nha. Cũng muốn chia sẻ với anh em luôn, sau khi mà anh em có được con kinh công rồi, nếu như mà các bạn vẫn gặp cái tình trạng khó khăn trong cái việc kết thúc trận đấu, thì cái nhiệm vụ tiên quyết mà các bạn cần phải nghĩ đến ngay đó chính là đẩy cao áp lực tại các đường lên, đẩy cao lính lên. Rồi sau khi đẩy cao lính lên rồi thì nhiệm vụ kế tiếp chúng ta đó chính là lấy được những cái trụ cuối cùng để sở hữu được đợt lính siêu cấp. Khi mà các bạn sở hữu được đợt lính siêu cấp rồi thì cái lợi thế cho chúng ta nó sẽ cực kỳ cao luôn. Đó, team bạn phòng thủ cực kỳ tốt luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì team bạn có cái Kali đó, có Kali. Cô ta chỉ cần quăng một cục sình thôi là coi như cái đám quái lính nó tự nhiên mất máu hết rồi. Ok, trụ này có bào được không đây? Mina kéo thành công đệ tử nhưng không sao cả. Quân đoàn ma quái được dùng luôn. Hồi máu được thi triển đến từ những thành viên chúng tôi. Đợt lính này sẽ là đợt lính kết thúc trận đấu. Tôi nghĩ là như vậy. Khi team chúng tôi đang có 5 người. Cái trụ cuối cùng tại khu vực giữa, long kiếm được dùng rồi. Thế trận như thế nào đây tôi không biết đọc nữa. Lốc chân không được xoáy, xoáy trúng 3-4 người gì đó. Trận đấu sẽ chấm dứt kết thúc hoàn toàn từ đây. Double kill cho đệ tử luôn rồi. Chấm dứt rồi các bạn à. Không thể nào chống cự được. Càng chống cự thì cái bụng của những thành viên team bạn càng bự mà thôi. Video đệ tử đến đây kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến video lần sau nha. Cảm ơn các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng giúp các bạn leo rank dễ dàng. Đó chính là ứng dụng Hubo. Các bạn có thể tìm thấy và tải cái link bên dưới. Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào.